Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Gun XR. Gun XR là gì thì như các bạn thấy trên tay mình đây là một con Gun R. Gun R mình đã review cho các bạn xem rồi, nhìn màu là biết liền, đó là cái màu nó hơi tối tối một tí, nó màu xanh lá nè, màu cam, màu đỏ nè, xanh biển vàng nè, tất cả các màu của nó đều tối hết. Đây là một con Gun R giá rẻ chỉ 260.000 thôi. Thì tại sao lại gọi là Gun XR thì nó sẽ có 500 như các bạn. Mà tại sao có 500 là không gọi là Gun RM mà gọi là Gun XR, bởi vì cái con này sử dụng 500 của Gun X. Như các bạn thấy ở đây, mình đang để bên cạnh là một bộ Gun 500 của cái con Gun X mà lần trước mình có review cho các bạn. Đấy, đây là 500 của Gun X. Thì các bạn thấy ở đây mình đã mất đi một bộ 500 màu vàng. Thì cái bộ 500 màu vàng đó nó để nằm ở trong này. Đây, đây chính là 500 màu vàng. Thì có nghĩa là mình đã mod một cái lỗ trên cái cạnh của con Gun R để mà có thể gắn được 500 lên. Đây là nó như thế này đây. Đấy, nếu như các bạn xem thì cái con Gun X đấy thì nó sẽ cũng có cái đường như thế này, có gắn 500 xuyên qua. Nó chỉ khác một cái là ngay chỗ cái góc như này nè, nó không có một cái lỗ có 500 ở phía bên kia mà thôi, mà cái này mình đặt 500 thẳng vào ở bên trong này, cho nên cái đó chúng ta không thấy ở bên ngoài được, mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó rất là bình thường đấy. Và để khẳng định luôn, để các bạn khỏi nói là mình lấy cái xác con Gun R mình gắn qua Gun X. Mình biết là sẽ có một số bạn nghĩ như vậy, nhưng mà thật ra đây chính là con mình đã mod. Mình đã dùng một cái mũi khoan để mình khoan qua một lỗ và mình lắp đặt lại hệ thống phía bên trong vừa đủ để có thể bỏ được cái 500 này vào một cách vừa khít, khít linh lịch luôn. Ok, thì mình sẽ test thử các bạn xem, mình sẽ thay cái 500 này. Đây là một cái 500 xanh lá, mình sẽ thử mình thay vào. Thì khi thay vào ấy, tuy là nó không được trơn tru như là trên con Gun X, nhưng mà thay nó vẫn khá là tốt. Thì như các bạn thấy là ở ngay tay thì mình phải khựng lại một tí, mình phải dùng tay mình bóp. Còn trên con Gun X chúng ta đẩy một phát là nó qua thẳng luôn, không có gì giữ lại hết. Còn trên này thì chúng ta thay nó hơi khó khăn hơn một xíu, bởi vì cái này là hàng mình tự mod. Nếu như nó là độ giống á, thì nó giống được khoảng đến 80% so với Gun X. Đó, mình thay lại rồi nè. Thay thì cũng y chang thôi, không khác gì nhiều. Cảm giác 500 vẫn rất là tốt. Lực hút vừa đủ, không quá mạnh. Cái này là lực hút này là lực hút trung bình. Những bạn có tay từ vừa tới yếu sẽ rất thích cái 500 này. Thì cái cảm giác nếu như so với con Gun X thì nó rất là giống với con Gun X phiên bản gốc luôn, giống từ 80 đến 90%. Nó chỉ khác một tí là thứ nhất là cái màu này là màu tối, với lại cái độ kiểm soát của nó cao hơn một tí, bởi vì con Gun R thì nó hơi đậm hơn Gun X một xíu, là do cái lò xo cũng là một phần. Cái này vẫn là dùng ốc vàng, Gun X thì dùng ốc xanh lá hoặc là xanh biển, cho nên nó nhanh hơn. Cho nên nếu mà chúng ta có ra cái ốc xanh lá hoặc xanh biển ra thay vào đây nữa thì bảo đảm là nó giống Gun X gần như là 90-95% luôn, y hệt luôn, không khác gì mấy. Bởi vì hai con thì cấu trúc của nó giống nhau hoàn toàn, không khác nhau. Nó chỉ khác nhau của cái hệ thống 500 và nó có nhiều phụ kiện hơn mà thôi. Nhưng mà sau khi mình chỉ cần vượt qua một vài cái công đoạn mod thì cả hai con đã giống nhau đến khoảng 90-90% như vậy rồi.
chỉ một công đoạn đơn giản thôi đúng không? Biến một con chỉ từ 260.000 đồng trở thành một con giá 900.000. Một con số vượt rất là lớn. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bộ 500 này chúng ta không có bán, chưa có bán lẻ. Chưa có ai bán lẻ bộ 500 này ở ngoài cả. Mà cái này là do bạn quản, bạn đóng hồ đó, bạn đó mua gan ít ở chỗ mình, cho nên bạn ấy mới gửi lại cái bộ 500 này cho mình để nhờ mình góp mod cho con gan R của bạn ấy. Đấy. Cho nên chúng ta có thể dùng con này, cái bộ 500 này trên cả gan R lẫn gan ít luôn. Thì hiện tại mình nói luôn là sắp tới khoảng một tuần nữa thì gan R sẽ về. Khi nào hàng về mình sẽ quay video unbox cho các bạn xem nhé. Gan R và gan ít luôn về cùng một lúc. Và mình có lấy thêm con Xiaomi Geiger E3S là phiên bản Rubik thông minh phiên bản thứ hai. Thì mình không biết là nó có cải thiện hay có gì khác biệt hay không, thì các bạn đón chờ trong cái video lần tới nhé. Ok, thì video review mình có lẽ kết thúc ở đây, bởi vì cũng đã nói hết rồi. Hai mấy con này mình review hết rồi, không có gì nhiều, nó chỉ khác biệt là ở chỗ cái 500 này mình mod lên thôi. Đấy. Ok. Bye bye các bạn. Hẹn lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.